Bây giờ còn đi nhặt đồng nát. Không biết bao giờ em mới bằng chị được. Bằng gì? Lại còn nói bằng gì à? Em đang đứng nhặt đồng nát trên chính cái địa bàn của chị đấy. Địa bàn nào? Đây là xưởng đồ cũ Thiên Tiến của em. Mới đứng tên em nhá. Chị nhặt đồng nát nhiều quá nên là chị không biết ở đâu với đâu à? À thế à? Ô mà em tên là cô đồng nát mà. Sao đây lại đặt là đồ cũ Thiên Tiến? Thiên tức là trời. Còn tiến có nghĩa là tiến lên. Đánh bài tiến lên đúng không? Đánh bài tiến lên. Tiến có nghĩa là tiến lên phía trước, phát triển lên phía trước. Còn thiên là trời. Thằng Thiên. Chắc chắn rồi, thằng Thiên. Ôi dẹp mẹ. Mà công nhận cái xưởng đồ cũ nhà em rộng thật em nhờ. 3 năm đi buôn đồng nát thì em chỉ sở hữu được cái mảnh đất 5.000 m² thôi chị ạ. 5.000 m² á? Ôi trời ơi. Sao khu này nhiều tủ lạnh thế em? Đây là khu vực điện lạnh bên em. Có tất cả các dòng tủ đông, tủ mát đến từ các cái thương hiệu lớn ấy. Sau này chị có mở nhà hàng nhá, thì chị cứ qua bên em có đầy đủ tất cả các loại tủ công nghiệp 4 cánh, 6 cánh dung tích cực kỳ lớn. À mà chị làm sao mở nhà hàng được nhỉ? Với cái sức của chị thì không bao giờ mở được, các cả đời không bao giờ mở được. Đây là khu vực đồ gỗ rất là đa dạng mẫu mã để mà set up văn phòng, như là bàn làm việc này, ghế làm việc này, rồi là tủ kệ hồ sơ này, nói chung là nhiều lắm. Sau này chị có mở công ty ấy, chị cũng chả mở được công ty đâu. Này là khu vực đồ điện bên em, có các nồi nấu cháo, nấu phở. Sau này chị có mở quán cháo hay quán phở ấy, thôi chị cũng chả mở được đâu. Em nói thật. Trên này là có bàn ghế set up vào nhà hàng, set up cho quán cà phê. Nói chung là có cả ghế sofa, có rất là nhiều thứ chị ạ. Ghế sofa nó còn mới này, nhìn như mới keng luôn đấy. Ghế nhà em còn bọc lại bảo quản như thế này cơ mà. Kỹ nhờ. Đây là cái khu vực đồ gia dụng này. Có bát đũa này, chén này, cốc này, lò vi sóng này, nồi công nghiệp này, nồi nấu bếp, nồi nhà hàng. Ui dồi nhiều lắm chị ạ. Đi cả ngày không hết luôn. Chồng mà láo sang đây sắm ngay một cái chảo vả thẳng vào mặt nó nhá. Khu vực này là khu vực đồ inox của bên em. Em bây giờ em nhờ con chuồn chuồn để mà cho chị chiêm ngưỡng cái sự bao la ở khu vực này nhá. Chuồn chuồn á? Đúng rồi, nó bay một phát là cho chị thấy cái sự bao la xung quanh luôn. Cô nhờ đi, cô nhờ đi. Rồi à. Này, bay này, bay. Ở đây có các loại tủ bán hàng, bếp kho cũng như là bồn rửa. Những tủ bán hàng có kích thước là 1m2 x 70 và có đầy đủ nhiều mẫu mã khác nữa, rất phù hợp cho anh chị set up nhà hàng. Bên cạnh đó bên em còn một cơ sở chính nằm ở Đà Nẵng, cũng mang tên xưởng đồ cũ Thiên Tiến. Thế là nãy giờ bọn em diễn như thế được chưa? Nói đúng thoại chưa? Em diễn ok rồi đấy. Nhưng mà vẫn thiếu cái địa chỉ bên anh. Bên cạnh trường trung học cơ sở Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Thế là anh trả nửa công thôi nhá. Ồ hay. Nửa công là nửa công thế nào? Hôm nay người ta quay rất là mệt. Quay đúng hết kịch bản rồi. Bây giờ tao trả nửa công. Mưa rồi. Bây giờ anh bảo chuyện nửa công. Em không cầm không? Không cầm thôi này. Này nhá. Từ sau tránh mặt hai một chuyên viên này ra nhá. Nhớ kỹ mặt hai con này nhá. Quay bị khó chịu ở đây nhá. Quay từ sáng rồi.